Thưa quý vị, ngoài các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang hoạt động theo phương thức bán mang về, các dịch vụ không thiết yếu như kinh doanh thời trang, nội thất, điện máy, sửa chữa, bảo trì máy móc cũng từng bước mở cửa theo hướng thích ứng an toàn. Tại thành phố Bà Rịa, thời điểm này, hầu hết điểm kinh doanh thời trang, trang trí nội thất, điện máy đã mở cửa đón khách với hình ảnh chung nhất là yêu cầu khách giữ khoảng cách, sát khuẩn tay khi vào giao dịch, quét mã QR, khai báo y tế. Chúng tôi vẫn đã được mở cửa hàng, nhưng mà chúng tôi vẫn thực hiện đủ biện pháp 5K phòng chống dịch, sát khuẩn. Khi khách hàng thì vào thì có số lượng, xong là sát khuẩn phải đeo khẩu trang đầy đủ ạ. Và khoảng cách nhau thì cũng khoảng cách ạ. Khi mà khách tới mua hàng á, tức là mình phải đảm bảo là cái giãn cách, tức là mình phải giăng cái dây an toàn để cái người giữ người mua hàng và người bán hàng giữ được một cái khoảng cách tối thiểu. Đó, tối thiểu là khoảng 2 mét là một. Cái thứ hai là bây giờ cái chai xịt khuẩn này, đeo khẩu trang bắt buộc khách vào phải đeo, và cái chai xịt khuẩn này đó mình xịt vô tay là xịt cả vô cái đồng tiền mà khách đưa mình đó, là phải xịt vô đồng tiền đó luôn, khử khuẩn luôn để mình đảm bảo tốt là cái phòng đó, phòng ngừa. Ở thành phố Vũng Tàu, những tuyến phố thương mại đều đã có sinh khí trở lại với hầu hết các cửa hàng được trang hoàng và rộng cửa đón khách. Tuy nhiên, các điểm kinh doanh cũng có thêm hình ảnh của phòng chống dịch. Thì khoảng cách 2 mét, rồi đeo khẩu trang đầy đủ, rồi sát khuẩn đầy đủ, rồi tiền bạc thì cũng qua, rồi sát khuẩn luôn. Thì khách hàng đó thì cũng vậy, thì cách xa nhau ra, rồi mua bán cái gì thì cũng chỉ được người, hai người à, vào một người thôi. Chứ bán cái hàng này thì như vậy thôi, ngày được có một, hai người à. Khách mà vào thì mình cũng nói với người ta là cái gì là nên giữ khoảng cách, rồi là coi như là khẩu trang, mình cũng cẩn thận lắm. Rồi sau khi mà khách đó, người ta về rồi thì mình rửa tay, phun sát trùng đấy. Cho nên là cái vấn đề mà coi như là 5K thì ok. Thích ứng an toàn để phục hồi, điều này cho thấy những lò xo bị nén đang dần bật tung trong tâm thế sẵn sàng sống chung với dịch bệnh COVID-19.